xin chào tất cả người và xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Sau khi bộ trang phục nam tước của vị tướng Dancy ra mắt liên cơ bài Việt Nam thì mình đã nhận được rất là nhiều yêu cầu của các bạn làm ra về 3 bộ trang phục. Trong đó có 3 bộ trang phục sự góp mặt của Van Hên Đại Công Tước, Dancy Nam Tước và Richter Bá Tước. Các bạn thể nhìn thấy là toàn những cái người có quyền chức đều có cái quyền thế của trong liên cơ bài. Đấy, Đại Công Tước rồi đến Nam Tước rồi đến Bá Tước. Mình đã tìm thật kỹ, hiện tại liên cơ bài của chúng ta chỉ có 3 bộ trang phục này có gọi là có cái chữ tước thôi. Đấy, cứ nói thẳng là chữ tước đi. Và hy vọng rằng trong tương lai liên cơ bài của chúng ta sẽ có thêm 2 bộ trang phục nữa liên quan đến tước để cho chúng ta sẽ có hoàn chỉnh một team để mình có thể review cho các bạn thêm lần nữa. Và chắc chắn các bạn đây một điều, đây là rất khó để chúng ta có thể bắt gặp được ba bộ trang phục tước trong trận đấu. Ok, trong vai vị tướng Dancy bộ trang phục nam tước thì mình sẽ cho các bạn xem qua về sức mạnh vị tướng này. Thật ra thì mình đã review cho các bạn rồi, nhưng mà đây là yêu cầu của bạn làm về 3 bộ trang phục này thì mình sẽ cho luôn 3 bộ trang phục trong trận đấu, xem là những cái vị tướng tước của chúng ta, những bộ trang phục tước này nó có gọi là có sự liên kết, sự gắn kết gì không. Các bạn nào còn ý tưởng nữa thì đặt ra để lại dưới phần bình luận nha. Ôi chết tôi rồi, mấy ông ra hết đường giữa thế này thì tôi thọt rồi, không lên được level 2, trời đất ơi, không lên được level 2 luôn anh em ơi, thọt quá. Trận này thì gặp team bạn cũng Dancy nhưng mà không có bộ trang phục. Đấy, mình định vác vị tướng Dancy này đi rừng, nhưng mà trong trận đấu này thì Violet đi rừng mất rồi chứ mình không thể tranh được. Thôi dù sao thì cái đấy thì mình sẽ làm video clip sau nha. Trận này chỉ muốn thể hiện cho các bạn xem cái sự phối hợp ăn ý giữa Đại Công Tước rồi Nam Tước và Bá Tước ra sao. Dancy team bạn cũng khá khó chịu rồi, là sao đặt chiêu thứ hai ra để có thể là cấu rỉa máu này. Ui giời ơi, mất nhiều máu dã man ạ. À, đang có bá tước tới rồi, bá tước đang tới, nam tước sẽ cố gắng dụ mình sẽ cố gắng thả thính. Richter bá tước đang tới, ok sẽ kết hợp với bá tước nha, nam tước sẽ kết hợp với bá tước và thịt nó luôn này. Đặt chiêu hai ra quà chắc chắn lên bản điểm số chiến công đầu, một sự kết hợp quá hoàn hảo luôn. Anh em thể nhìn thấy là sự kết hợp quá hoàn hảo. Tí nữa thì mình sẽ kết hợp với Đại Công Tước Van Hên xem sao. Anh em thử nói xem là những bộ trang phục tước là liên quan tới gì. Nam tước thì người ta làm cái gì mình cũng không biết được. Bá tước thì làm cái gì và Đại Công Tước làm cái gì. Đau nha, em có cái tốc biến đây làm cái gì đâu, không thích dùng thì thôi. Chưa một cực kỳ lợi luôn. Chưa một của các bạn vẫn bị chịu sát thương nhưng mà không bị chọn làm mục tiêu. Bây giờ rút kinh nghiệm khi mà chơi vị tướng Dancy nhiều thì các bạn cần phải cố gắng sử dụng kỹ năng liên tục. Hiệu ứng biến V. Hiệu ứng này là hiệu ứng của Tết thì phải. Chứ còn Dancy làm gì, bộ trang phục này làm gì có hiệu ứng kỹ năng đâu. Không có hiệu ứng biến V. Thường thường thì những bộ trang phục đầu tiên của những cái vị tướng thì hầu như không có hiệu ứng nha. Đường giờ đánh nhau gắt rồi, từ từ mình sẽ cố gắng farm thật là nhanh đã. Hai lần chưa một thôi là đi đàn lính ấy mà. Đó, cố gắng vừa farm vừa sử dụng kỹ năng, kiểu gì các bạn cũng có thể tích được cái nội đỏ đỏ bên dưới. Và khi mà đầy rồi thì các bạn có thể được tăng tốc độ di chuyển, cường hóa kỹ năng thêm một lần nữa. Đầy rồi lên kết hợp với bá tước thịt xem. Ui ôi, bá tước đánh thế này thì làm sao mà nam tước lên hỗ trợ được. Đánh hay quá. 1-0 rồi. Từ từ nha team bạn. Ngang hả bưởi. Rồi. Rồi sai quá. Thật ra thì combo vị tướng Dancy các bạn cần phải cố gắng luyện tập thường xuyên, các bạn mới có thể quen được. Thôi sau mất rồng rồi, trời ơi. Ở hiện tại thì anh em thấy nhìn thấy là mặc dù là mình đã kiểm soát được lính và mình ăn được một mạng, nhờ mình vẫn bị thọt level so với Dancy team bạn. Đấy là do team bạn kiểm soát được rồng tốt. Ông làm cái gì? Đông nha. Ok, đang có nam bá tước tới, trời. Bá tước tới thì còn nam tước ra hỗ trợ chứ. Thịt luôn này, Arum này. Arum chết chắc rồi. Đánh thường cái là có một mạng luôn. Quả đấy hên xui quá, mình đánh thường mình có mạng. Trận này là không được phối hợp với Đại Công Tước, tại vì Đại Công Tước ôm trụ mãi đường dưới này. Cứ nói Nam Tước, Bá Tước và Đại Công Tước tí nữa thì loạn hết cả mồm lên. Nói là Richter với Dancy với Van Hên thì mình còn đỡ bị loạn. Thôi không sao, sẽ cố gắng. Ok, farm cố gắng đẩy đường thật là nhanh. Kích hoạt hết bộ kỹ năng, sau đó các bạn kết hợp đánh thường, các bạn sẽ được cường hóa kỹ năng lên và có thể cấu rỉa đối phương.
Đây, bây giờ này, cường hóa kỹ năng này. Cường hóa kỹ năng anh em thì ui nửa cái máu. Thôi, chiêu cuối để có thể chạy trốn đấy. Thật sự là Nagrod cam mình hay sao nhở? Trận đấu này, đây rồi, đang có đại công tức tới rồi, chạy nhanh. Chơi lên từ. Mình sẽ cố gắng núp đã. Cứ đặt cầu thôi, sai rồi, tự tay bóp chết đại công tước rồi. Vừa sau thì mình không để ý là Arum đang chói đại công tước, làm mình tự kết liễu mất đại công tước bằng chiêu thứ hai. Không sao cả, dù sao đang có bá tước rất bá đạo. Ok, đặt chiêu thứ hai ra này, có mạng này, có một mạng, chạy vào ngay cái vòng tròn. Mình đặt chiêu thứ hai ra chặt chết thì sao, cường hóa kỹ năng rất phê luôn. Dọn lính này, đặt hai lần chiêu hai ra là hết một đàn lính luôn. Còn về phần trang bị cho vị tướng này thì mình sẽ để lại cho trận đấu nha. Thật ra thì mình muốn vào một trận đấu danh để cho các bạn xem qua với sức mạnh vị tướng này. Ui nổ, ui nửa cái máu thôi, chết chắc rồi, một giật lên bảng nốt này. Ok, một sự kết hợp hoàn hảo giữa Nam Tước, Nancy và Đại Công Tước.
hai tôi là đi luôn cả hai con lính đi đầu rồi. Ồ, cái chiêu thứ hai là lượng sát thương phép nó nhiều dã man luôn. Đây, nổ nửa cây máu. Arum Châu như vậy nửa cây máu chết. Thôi chết nhanh quá, bốc hơi nhanh vậy. Thật sự là nửa cây máu từ cái chiêu thứ hai luôn. Khi mà cường hóa anh em thấy nhìn thấy nó nổ. Không được rồi, nó vẫn chạy được luôn. Đẹp quá, vừa xong thì chiêu 1 các bạn có thể né được cái chiêu cuối của vị tướng Dan City bạn nha. Nếu mà các bạn kích hoạt vừa xong thì mình cũng vừa xong kích hoạt cho các bạn xem rồi. Ép liên tục đối phương này. Quá mạnh nếu mà trong tay có bùa xanh. Đây đặt quả cầu chạy vào. Ô, không chạy vào à, tiếp tục. Có quá nhờ. Thôi té thôi. Nacros nhìn thì nó chạy thôi mình còn tốc biến. Chạy thôi anh ơi ơi. Từ từ nha, mình sẽ dụ nó ra chỗ bá tước. Rồi nam tước và bá tước thịt nó luôn. Chết rất nhanh. Phải kết hợp với đại gia đình tước. Nhưng mà có lẽ mình không ăn được con bùa xanh này rồi. Đấy không ăn được luôn. Thì bạn có teo nát vừa xong rồi đấy. Lượng sát thương phép bây giờ rất là lớn luôn. Cứ cấu gì ở thôi, cấu gì ở để các bạn cố gắng kích hoạt cái nội tại nha. Không phải kích hoạt nội tại mà kích hoạt cái dòng đỏ bên dưới ấy. Để được cường hóa kỹ năng. Đó, mình được cường hóa rồi này. Cường hóa thì chúng ta cứ đặt cầu ra thôi, cấu gì ạ? Ui dồi ôi. Arum phải bỏ chạy, Nacros làm cái gì? Bây giờ thì mình chỉ có sử dụng chiêu thứ hai để có thể cấu gì ở cả máu đối phương, cả quái, đẩy thật là nhanh. Đặt một phát chuẩn xác có siêu máu. Đùa. Cái công sức của mình bỏ ra không thể tin nổi là đại công tước lại có thể cướp công của nam tước được. Không sao. Tiếp tục rồi. Cứ cấu gì ở như thế này. Đó, gặp ai đánh đấy. Ui thôi, ui nửa cái máu ạ. Đau vậy. Rồng luôn nha. Hy vọng rằng đồng đội sẽ cho mình cái quyền năng mà không cho thì mình cũng cướp. Ok, đứng vào cái chỗ đó luôn này. Đứng luôn chỗ này đẹp luôn. Ơ. Mình đứng đầu mà. Đây nào có đốt bật chiêu 1 lên tia laser một phát là chết. Ông hiểu tại sao là mình không ăn được cái quyền năng nhỉ? Ôi. Một mình công tước. Đâu bá tước mình xin lỗi nhỉ, một mình bá tước chơi phát 3 người trên này triple kill sợ thật. Ok, chắc là có lẽ là kết thúc trận đấu rồi nha. Đây là sự kết hợp quá nhân nhiễn giữa ba bộ trang phục của nhà tước. Đó là đại công tước Van Hên, nam tước Nancy, bá tước Richter. Ok, mình sẽ kết thúc trận đấu luôn tại đây anh em ơi. Cố gắng ăn nốt mạng của Arum. Arum này không ra nổi luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Bye bye.